Và anh em thấy đây, con xe này bảo dưỡng 14 bước, gồm có hai quá đơn luôn. Đây thêm chiếc anh em, cũng là bảo dưỡng nâng cao luôn. Thì thường anh em những mùa Tết đến luôn muốn có những con xe mình đi nó êm nè, nó đi những chuyến đi xa nó mượt mà nè, nó không có những tình trạng rần hay là yếu hay là đuối hay là hao xăng. Để mà mình, để những anh em có đến đây chăm sóc con xe mình để mà thay, chẳng hạn như là anh em thấy đây, mình sẽ là vệ sinh nồi với xe ga nè, vệ sinh nhân dĩa với xe số nè, vệ sinh kim phun xăng nè, kiểm tra điện đèn còi nè, kiểm tra hệ thống phanh trước sau nè, kiểm tra bơm bánh trước sau nè, kiểm tra nước mát, buri lọc gió, thuộc trước sau, ắc quy, xịt rồi V7 những tay thắng, những cái gác chân, và vệ sinh hỏng xăng, kiểm tra lọc xăng, kiểm tra làm nhẹ dây ga dây côn, vệ sinh bố thắng heo dọc. Anh em thấy 14 bước nó khá là hoành tráng và thời gian làm rất là lâu, có nghĩa là tổng thể con xe của mình luôn. Thì ở đây một chiến trường xe này và bên kia nữa ha, tháo ra hết nè, lọc xăng nè anh em, nó đen nó dơ thì cần phải thay đúng không, để xe mình nó bơm xăng tốt hơn. Thì Nhật cũng lên khá là nhiều clip nói về lọc xăng này rồi. Heo thắng để mang đến sự an toàn hơn khi anh em di chuyển trên đường, lỡ như mà kẹt heo là heo nặng quá mình thắng nó cũng không ăn, thì cần có những cái xin, những cái Ford này để thay thế vào. Thì chắc chắn những xin Ford này đi lâu ngày nó sẽ nở ha, nở thì mình phải thay mới đi cho nó an toàn xe mình. Và cũng không quên được những dòng nhớt chính hãng, những dòng nhớt theo nhu cầu sử dụng hợp lý với anh em, thì bán hàng mình tư vấn những dòng nhớt Shell, Motul, Liqui, Repsol gì đó, anh em muốn bóc muốn im bán hàng mình tư vấn hết. Rồi qua đến những phụ tùng nồi, đây như xe này nồi nó hở cỡ này thì buộc cũng phải thay thế lại. Hở cái này anh em thì đi chắc chắn nó sẽ yếu, sẽ rần ha, lọc gió dơ, hao xăng, xe lên ga không ngọt. Rồi những linh kiện tiếp theo nữa mình thấy như cái caro nè, hay là mặt nhôm nè, những cái linh kiện phụ tùng xuống cấp cần phải thay thế, thì kỹ thuật của mình sẽ trực quan báo đến cho anh em nhìn tận mắt, cầm trên tay biết nó hao mòn như thế nào. Rồi lúc đó sẽ có những phụ tùng chính hãng để thay thế, và anh em sẽ là người xét duyệt, và nói thẳng từ là xét duyệt xem cần thay hay không, hay là không thay, và cầm trên tay những món hàng chính hãng đó có quyết định thay hay không là anh em. Và để phục vụ những nhu cầu đó thì shop hai bánh mình đã làm cái gì, chuẩn bị cái gì đi theo mình ha. Anh em thấy một kho hàng đang về nè, hôm nay cũng đã là mười mấy, gần 20 tháng 12 tây rồi. Nào là những nhớt chính hãng nè, có sơ liên này anh em ha, về khá là nhiều luôn, chất đóng luôn. Anh em nhìn sâu bên kia kìa, bây giờ nhóm nhóm lên đi chứ đi vô đó không được rồi. Nhớt mua tôi bên đó là chất cao hơn mình luôn rồi, vỏ mát xít mà về cỡ này, hôm trước thì là vỏ Michelin, hôm nay thì là vỏ mát xít. Thì hàng tuần trong một tuần ít nhất cũng phải là 3-4 chuyến hàng như vậy, mà mình không thể nào mà quay hàng ngày cho anh em xem được. Thì cứ thấy hoành tráng là mình quay, và những gì cần phải phục vụ cho anh em trong mùa Tết là mình quay. Đồ chơi nè, trong này là những cái phụ tùng chính hãng nè, cái này là ly nước không thể thiếu. Chắc chắn một điều nha, mình nói phụ tùng thì nó dễ rồi, liệt kê dễ. Những ly nước này để phục vụ anh em uống một lần xong bỏ, và là ly giấy sạch sẽ, bảo vệ môi trường ha, không ly nhựa đó. Qua đây, một trong 14 bước bảo dưỡng hay là 10 bước bảo dưỡng luôn có cái bước kiểm tra phuộc cho anh em, phuộc trước phuộc sau. Nếu như phuộc anh em đã xì, đã yếu thì làm sao mình đi phục hồi cũng được, nhưng mà phục hồi chắc gì đã ngon, và giá thành nó phục hồi là bao nhiêu để đảm bảo con xe mình trong chuyến đi mùa Tết sắp tới nó ngon lành. Thì đây tất cả thương hiệu luôn, Racing Boy nè, Nitron nè. Thì phuộc trước là LCM nè. Anh em là muốn biết về phuộc trước phuộc sau con xe mình gắn phuộc gì, phù hợp với phuộc gì, và nhu cầu sử dụng của mình là có bình dầu hay không bình dầu, thì Nhật đã lên những cái clip trước rồi. Còn anh em mình muốn biết về cái phuộc con xe mình cứ comment đi, Nhật sẽ làm cái clip riêng về con xe anh em luôn, để cho anh em biết con xe mình lên cái phuộc đó đẹp như thế nào. Đã là vỏ không ruột để phục vụ anh em tay ga, anh em đi bánh mâm thì không thể nào mà thiếu được bánh căm. Nếu mà thiếu bánh căm thì gọi mình thiên vị quá. Đây bánh căm, những dòng vỏ mát xít bánh căm với hai mã gai luôn có sẵn để phục vụ anh em trong mùa Tết này. Tết không Tết thì không biết, nói chung là phục vụ anh em tốt nhất và hài lòng nhất là mình. Cái điểm đó là cái điểm mà cần thiết nhất của số bánh mình, bánh căm hay Michelin và mát xít có đủ. Nhông sên dĩa bảo dưỡng con xe số thì phải kiểm tra nhông sên dĩa, đi con xe số phải kiểm tra nhông sên dĩa, vệ sinh nhông dĩa, bôi trơn nhông dĩa, thì không thể thiếu những nhông sên dĩa nổi tiếng đến từ những thương hiệu như X1R nè, Line nè, DAD nè, Restor nè, luôn có sẵn. Và những trải nghiệm, những cách gắn, những hình ảnh, những đoạn clip mà Nhật đã làm để chia sẻ đến em về con xe gắn nhông sên dĩa nó êm, nó mượt như thế nào. Và anh em nào đã từng trải nghiệm về những thương hiệu đó cũng có thể, Nhật ơi mình vừa mới đi Restor rồi, bây giờ mình muốn đi cái dòng khác có hay không, cứ comment này Nhật chia sẻ cho. Lại là nhông sên dĩa ha, X1R nè anh em,
Và bữa giờ hơi hot về vấn đề ba ga thì xe nào cũng cần có ba ga để bảo vệ cái lườn của mình. Như hai con Outback vừa rồi mình vừa nói là chia sẻ về cái vấn đề bảo dưỡng nâng cao thì rõ ràng là họ đã gắn ba ga rồi. Những ba ga 10 ly sinh tĩnh điện, những ba ga 10 ly xi titan giúp cho mình những cái lườn xe không bị chày ha. Rồi những cái xe mà mình trang trí thêm hay là tiện dụng trong lúc sử dụng. Mình đã nói một lượt rồi và sâu trong kia là khá là nhiều clip có thời hạn và chia sẻ đến em những gì mình cần làm thôi. Đã là những cái sản phẩm nâng cấp, đã là những sản phẩm chăm sóc con xe, đã là những sản phẩm trang bị lên để mang tính năng hỗ trợ anh em sử dụng xe thì không thể nào thiếu được những cái phụ tùng zin chính hãng đây. Lọc gió zin. Lọc nhớ không ơi. Thiệt nhiều lúc chán muốn nói luôn á thiệt rồi. Lọc gió zin thì anh em không thể nào mà không biết đến được những dòng xe Accenter hay những dòng Sirius FE cần phải thay ở mức tầm 5-7 ngàn hoặc là 3 bình nhớt nên thay lại để con xe mình nó luôn bền, lọc những cặn bẩn trong nhớt. Giúp con xe mình đi lúc nào máy hoạt động mãi hơn và nhớ đừng để nghẹt nha. Giá thành cũng dễ chịu cho đừng để nghẹt. Rồi Honda cái gì Honda rồi cái gì Yamaha mà tem mát đầy đủ như vậy. Rồi sao mà nhập về một lần một đống như vậy thì rõ ràng là mình luôn nhập những sản phẩm phụ tùng chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và phân phối chính hãng ở Việt Nam và những sản phẩm này đều đáp ứng được nhu cầu sử dụng con xe của anh em ở mức bền bỉ nhất và hỗ trợ con xe anh em những bước bảo dưỡng giống như những xe bên kia. Yamaha và Honda đồ phụ tùng mình luôn có sẵn. Anh em đừng ngần ngại mà bảo dưỡng để giúp con xe mình nó đi bền hơn. Cứ ghé lại ở tất cả vị trí số hơi bánh mình đều có bảo dưỡng này, không thể thiếu. Không có này là có thể là dẫn bộ. Cũng mệt ha. Thì đó, anh em nào mà đi xe lâu quá cần kiểm tra bình, sẵn tiện mình thay nhớt thôi. Sẵn tiện mình gắn cái móc khóa thôi. Sẵn tiện mình thay nước mát thôi, hay thay cái vỏ thôi. Em ơi kiểm tra giùm anh sẵn cái bình luôn đi. Bình bữa giờ anh đi năm mấy rồi mà nhà sản xuất họ đưa ra tới 2-3 năm lận thì không biết nó còn xài được không. Anh em cứ sẵn tiện đó mà nhờ cái thật mình kiểm tra, đừng ngại, đừng ngại gì hết. Kiểm tra bình, bình yếu, bình không đủ điện thì bên mình sẽ báo anh ơi bình anh em thấy là chưa ổn, mình nên thay luôn để mùa Tết mình đi xe an toàn hơn, hoặc là chuyến đi sắp tới mình đi con xe mình nó an toàn hơn, không phải dẫn bộ ha. Đây bao tay, bữa giờ lên clip này nhiều anh em thích lắm nè. Bao tay là luôn hỗ trợ mình trong việc cầm nắm tay lái im đầm chắc. Kiểm soát được tầm ga của mình. Thì nếu mà xe anh em nào bao tay quá cứng quá chai, nó làm cho xe mình cái tay mình nó không còn cảm giác thoải mái khi lái nữa. Cứ tìm Nhật ha, tư vấn cho nhiều dòng lắm. Go học đựng đồ Outback cũng không thể thiếu. Thì đó, tất cả những phụ tùng và những đồ chơi và những nhớt chính hãng mình luôn nhập hàng tuần như vậy để hỗ trợ mùa Tết cho anh em. Và anh em muốn chăm sóc con xe thì tranh thủ ha. Tết đến rồi cho nên kho mình bây giờ nó rất là chật, để hàng tuần nhập về và hàng tuần luôn có những chuyến xe đi ra đi vô, đi ra là đi nhánh, đi vô là nhập về. Thì bây giờ ở hệ thống 17 shop của số hơi bánh mình khắp thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương, anh em cần chăm sóc con xe của mình thì nhớ mùa Tết thì nó sẽ đông, chắc chắn điều đó cho nên mình tranh thủ ha, bảo dưỡng con xe nè, làm chén cổ nè, thay bố thắng nè, làm nồi nè, đều có sẵn ở các vị trí shop của mình hết. Bởi vậy để chăm sóc con xe của anh em, để nhập hàng hóa về để phục vụ anh em, cho nên sếp Nhật thường hay nói gì nè, không quan trọng là hóa đơn bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng, khách quay lại thường xuyên với số hai bánh là bên Nhật vui rồi ha. Anh em cần gì, cần kiểm tra gì, cần phục vụ gì, đừng ngần ngại mà comment dưới, Nhật sẽ chia sẻ hết với anh em. Rồi cảm ơn anh Felix nha, xin chào, hẹn lại anh em, bye bye.